Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Một ý chí sắt đá, một tinh thần quyết tâm cao, một quá trình rèn luyện bền bỉ khắc nghiệt và kiên trì đã tạo nên sức mạnh của những người lính thực hiện nhiệm vụ tại lực lượng đặc biệt, binh chủng đặc công. Tuy nhiên, để trở thành những sĩ quan tinh nhuệ đó là hành trình dài vượt qua nhiều khó khăn thử thách ngay từ những bước đi đầu tiên tại trường sĩ quan đặc công. 21 năm gắn bó với mái trường sĩ quan đặc công. Cũng là chừng ấy năm, Trung tá Nguyễn Văn Duẩn, chủ nhiệm bộ môn võ, khoa võ thể lực, luôn miệt mài tại các giảng đường, kiên tâm và bền bỉ truyền lại kiến thức, nhiệt huyết tới những cán bộ đặc công tương lai. Muốn huấn luyện võ được thì đầu tiên bạn phải có sự đam mê nghề. Từ các bạn đam mê nghề đó, bạn có sự quyết tâm. Người giáo viên đứng trên lớp phải là người có tính mô phạm cao nhất. Do vậy thì chúng tôi phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao cái trình độ của mình để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng tôi càng phải có quyết tâm cao hơn nữa, tận tâm, tận lực để huấn luyện bộ đội, để tạo ra những cán bộ, những chiến đấu viên với cái khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao nhất. Để huấn luyện một động tác thì giáo viên chúng ta phải làm động tác mẫu với phương pháp trực quan là chủ yếu, cho nên là trước khi giữ huấn luyện cho bộ đội để bộ đội hiểu, ta phải làm động tác đó. Và những cái động tác mà chúng ta làm thì thường có những động tác đơn giản không sao, những động tác phức tạp rồi mà người giáo viên thì trong quá trình huấn luyện thì không thể tránh khỏi, ví dụ như chẹo tay, chẹo chân hoặc là chảy xước trên cơ thể rất là đau. Nhưng mà với cái sự quyết tâm cao nhất để cho học viên hiểu được, nắm chắc được cái động tác của mình và thực hiện tốt cái động tác đó thì mình phải cần cả phải quyết tâm hơn, mình quên nỗi đau. Không chỉ là người thầy, Trung tá Nguyễn Văn Duẩn cũng như những đồng nghiệp trong khoa võ thể lực còn là người truyền lửa đầy tâm huyết, dẫn dắt học viên và tạo động lực để mỗi học viên nỗ lực theo đuổi ước mơ và lý tưởng của bản thân mình. Cái nội dung rèn luyện thể lực là một trong những nội dung rất quan trọng. Thể lực là cái cốt yếu quyết định đến cái sự chiến thắng đối với bộ đội đặc công. Đối với bộ đội đặc công thì khổ luyện các nội dung về bài các bài tập rất là khắt khe. Đối với các thầy giáo của đội của khoa võ thể lực thì là đưa ra các bài tập từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, đòi hỏi các bộ đội đặc công, học viên là phải vượt qua được các bài tập. Lúc đầu trong lúc mới ngụy trang này em nằm xuống đây thì cảm giác là thời tiết rất là nắng nóng, là rát hết cả thân người. Côn trùng lúc đầu rất là sợ côn trùng. Hôm nay là trên cái chỗ em đang nằm là kiến rất là nhiều, đang còn bò trên người em đây. Lúc đầu cắn là rất là đau nhưng mà cũng phải cố gắng chịu đựng để đảm bảo yếu tố bí mật.